Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc. Trên tay mình đây chính chiếc Poco X6 Pro và nó sở hữu con chip Dimensity 8300 Ultra. Và mình có thể khẳng định bằng một điều, đây chỉ là con chip mạnh mẽ nhất trong phân khúc chính hãng, tầm giá dưới 10 triệu bạn có thể tìm được. Nó có thể chiến tốt các tựa game, ví dụ như PUBG Mobile này, tốc chiến liên quân, chơi ngon lành đảo max setting luôn. Thậm chí các bạn chơi những tựa game nó hardcore hơn, ví dụ như Genshin Impact ấy, chúng ta có thể chơi ngon lành đảo ở mức 50 FPS. Khi bạn setting đó chỉ là cao và 60 FPS, không kém gì các mẫu flagship sở hữu những con chip đỉnh cao. Và hôm nay mình nói chi tiết hơn các bạn về cái mẫu máy Poco X6 Pro với chip Dimensity 8300 Ultra này. Chi tiết các bạn nói xem. Đầu tiên, để mà dễ hình dung về sức mạnh con chip Dimensity 8300 Ultra này thì mình cho bạn xem những phần điểm số của nó trước nhá. Với ba phần mềm đó chỉ là AnTuTu 3D Max cũng như là Geekbench 6. Với AnTuTu nhá, điểm số của mình đạt được cực kỳ cao luôn. Cụ thể ở đây đó chỉ là 1.315.000 điểm. Và rõ ràng trong tầm giá dưới 10 triệu ấy thì đây là một điểm số thực sự là vô đối luôn. Cái phần trăm pin của mình nhá sẽ giảm là 6%, trong khi đó phần trăm nhiệt độ tăng lên ấy nó sẽ 8.1 độ C. Những phần như CPU, GPU thứ vân đều rất là ngon lành như đào luôn. Đến với phần 3D Max ấy thì mình nghĩ rằng bài test đó chỉ là Wildlife Extreme Stress Test thì nó sẽ ổn định mức đó chỉ là 68.1%. Cái điểm cao nhất của nó sẽ 2.964 điểm và điểm thấp nhất sẽ là 2.019 điểm. Nhưng cái yếu tố mình thích đây đó chỉ là phần nhiệt độ ấy sẽ không tăng lên quá nhiều nhá. Cụ thể khi mình kéo phần nhiệt độ ấy nó sẽ chỉ từ 30-36 độ C mà thôi. Trong khi đó một số mẫu máy mà chúng ta muốn đạt cái độ đỉnh nó cao hơn ấy thì có khi nhiệt độ sẽ lên đến ngưỡng khoảng tầm 50 độ vậy ạ. Trong khi đó đây chỉ là 36 độ C, một cái mức nhiệt độ rất là tốt. Tiếp theo với phần Geekbench 6 thì điểm đơn nhân của mình sẽ là 1083 và điểm đa nhân sẽ là 3776. Đây là điểm số dựa trên cái phiên bản đó chỉ là Android 14. Ngoài ra với cái mẫu máy này thì mình có test thêm một bài test với CPU Thoughting Test nữa thì mình thấy rằng trong suốt 15 phút chạy nha, em này thì đều trên 80% cả. Và cái biểu đồ của mình ấy sẽ chỉ có một vài đoạn vàng cũng như ở huyết là xanh, không có bất kỳ một cái đoạn nào nó chuyển sang màu đỏ cả. Đây là một tín hiệu cực kỳ tốt với một cái mẫu máy mà cho hiệu năng khủng như vậy. Để mà dễ dàng hình dung các bạn ấy thì con chip Dimensity 8300 Ultra này nó sẽ gần bằng nếu mà so sánh với Dimensity 9200 của năm ngoái, và nó sẽ nằm giữa hai con chip đó chính là Snapdragon 8 Gen 1 cũng như Snapdragon 8 Gen 2. Vậy nên trong tầm giá có tầm 10 triệu các bạn đã có một con chip mà hiệu năng của nó khủng như vậy, không kém gì một chip flagship các bạn ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vấn đề nhé, khả năng chơi game của chip Dimensity 8300 Ultra này nó sẽ như nào. Thì mình có test với những tựa game quen thuộc ở đây, gồm có tựa game đó chỉ là tốc chiến này, PUBG cũng như Genshin Impact, thì kết quả cho ra đều cực kỳ khả quan luôn. Với cái tựa game tốc chiến nhá thì mình chơi ngon lành mức đó chỉ là 119.5 FPS, nói chung là thẳng tắp luôn, rất ít đoạn mà nó bị drop xuống 110. Nguyên nhân chủ yếu là do mình chết, điện năng tiêu thụ sẽ ở ngưỡng 4.4W điện. Và cơ bản cái em này ấy, mà các bạn mang đi chơi tựa game tốc chiến ấy, các bạn có thể chơi mức 120 FPS, gọi là vô tư luôn. Cá nhân mình đánh giá em này cực kỳ cao ở khoản chơi tốc chiến nhá, bởi vì mình là một fan rất là lớn của cái tựa game này. Tiếp theo đến với tựa game đó chỉ là PUBG Mobile, mình chơi mức đó chỉ là mượt và 90 FPS. Và với cái mức này thì mình thấy rằng nó dễ hơn đáng kể luôn. Khi mà em này chúng ta sẽ đạt ngưỡng đó chỉ là 89.1 FPS, điện sẽ chỉ ăn ở ngưỡng 4W mà thôi. Và sau 15 phút mình chơi nhá, phần trăm pin tủ sẽ chỉ 5%. Tiếp theo đó chỉ là tựa game Genshin Impact. Và với mẫu máy này điểm số của nó cao như vậy, mình tự tin test ở ngưỡng đó chính là cao cũng là 60 FPS. Và phải nói thật bạn một điều, đa số những mẫu máy ở tầm giá dưới 10 triệu ấy thì mình sẽ test Genshin mức đó chỉ là thấp cũng là 60, hoặc căng lắm đó chỉ là trung cũng là 60. Nhưng với này điểm số của nó thực sự quá vượt trội, vậy nên mình đã test luôn mức đó chính là cao cũng là 60. Và kết quả thu được khi mình chơi Genshin ấy thực sự khiến mình bất ngờ nhá. Cụ thể cái mức FPS trung bình mình thu được đây đó chỉ là 54.4, rất là cao luôn, không kém gì các mẫu flagship, cũng như điện năng tiêu thụ của nó sẽ chỉ ăn ngưỡng khoảng tầm là 5.8W điện thôi. Nói chung em này chơi đến phút thứ 6 ấy thì mình rằng vẫn ổn. Tuy nhiên khi máy nóng lên ấy, chúng ta sẽ có những pha drop xuống, sẽ chỉ còn khoảng tầm 30 FPS mà thôi. Nhưng dù tù như vậy ấy, với một em máy chưa đến 10 triệu thì đây vẫn là một mức quá tốt rồi. Em này nếu bạn mà lắp thêm sò lạnh hoặc là chúng ta hạ xuống mức trung 60 ấy, nó sẽ chơi ngon hơn nữa. Và một cái điều nữa nhá, đó chỉ là nhờ vào AI hỗ trợ trong quá trình chơi game. Thế nên với những bạn nào mà chúng ta chơi các tựa game như PUBG hay chúng ta chơi Call of Duty ấy, những tựa game bắn súng FPS ấy, thì nó cũng sẽ có hiệu ứng làm mờ, giúp chúng ta dễ dàng phát hiện kẻ địch ở nấp. Và theo nhà sản xuất công bố ấy, thì nó sẽ gia tăng khả năng chiến thắng trong game gấp 3 lần nếu mà so sánh với những máy mà chúng ta không hỗ trợ AI kiểu này. Tiếp theo là yếu tố nhiệt độ, thì mình nghĩ rằng con chip Dimensity 8300 Ultra này nó cũng không quá nóng được bạn ạ.
Cụ thể với những cái tựa game nhiều tốc chiến hay là chúng ta chơi PUBG ấy, mặc dù với mức FPS rất là cao nhá, 120 cũng là 90, thì mình nghĩ rằng nhiệt độ của nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng tầm là 40 cho đến 41 độ C mà thôi, ở mặt trước cũng như mặt sau. Còn với cái tựa game Genshin Impact ấy, do là một tựa game nó hardcore hơn rất là nhiều, thế nên nhiệt độ của nó sẽ ở ngưỡng đó chỉ là 43 độ C. Nhưng tổng thể lại, đây vẫn là một cái máy nó cho khả năng chơi game tốt, cũng như là nhiệt độ của nó mình nghĩ rằng không tăng quá nhiều. Bạn nào chúng ta chuyên ở phần chiến game ấy, còn cứ lắp thêm cho mình một cái quạt tản nhiệt, số tiền bỏ ra cũng không quá nhiều đâu, có tầm 200-300 nghìn gì đó thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn một chút về con chip đó là Dimensity 8300 Ultra ở trên mẫu máy Poco X6 Pro nhé. Và đây thực sự một chip rất khỏe từ phần đó là thiết kế của nó. Cụ thể các bạn sẽ có 8 nhân đây, trong đó 4 nhân xung nhịp cao cũng như 4 nhân xung nhịp của nó sẽ thấp hơn một tí. Cụ thể các bạn sẽ có đó chỉ là Cortex A715 với xung nhịp của nó cao hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó chỉ là 4 nhân xung nhịp hiệu suất thấp hơn một chút, đó chỉ là Cortex A510. GPU sử dụng sẽ là GPU Mali-615. Ưu điểm của này đó chỉ là dùng RAM chuẩn LPDDR5X luôn các bạn ạ, rất là cao luôn. Và bớt của nó có thể đạt ngưỡng đó chỉ là 8533, và bộ nhớ trong của nó sẽ chuẩn UFS 4.0. Đây có thể coi là mẫu máy chính hãng rẻ nhất các bạn sở hữu cái chuẩn bộ nhớ đến UFS 4.0 như này. Và mình phải tiết lộ bạn một chút, đó chính là với chuẩn bộ nhớ UFS 4.0 như này hiện tại mới chỉ tích hợp trên các mẫu flagship thôi nha. Còn này chúng ta chỉ là một mẫu máy giá chưa đến 10 triệu. Nếu mà so sánh với những mẫu máy khác như Redmi Note 13 Pro Plus ấy, chuẩn bộ nhớ của nó mới chỉ là UFS 3.1 mà thôi. Còn với những em như Redmi Note 13 Pro, mức giá của nó cũng sẽ xem như này, chuẩn bộ nhớ của nó cũng sẽ kém hơn em này. Lưu ý một chút, đó chỉ là chip nhớ UFS 4.0 với MQC như này, nó sẽ tạo sự khác biệt rõ ràng khi bạn đóng mở tải ứng dụng cũng như là chơi game. Nó sẽ mang đến những cái ưu điểm khi bạn quay video với độ phân giải cao hay với tốc độ khung hình cao ấy. Trong khi đó những nâng cấp về khả năng tiêu thụ năng lượng cũng như là giúp các bạn thời gian sử dụng pin tốt hơn nếu mà so sánh với đời trước, đó chỉ là UFS 3.1. Nói thêm một chút về con chip Dimensity 8300 Ultra này nhá, nó sẽ là một phiên bản custom riêng của Xiaomi kết hợp với cả MediaTek. Từ đó chúng ta sẽ có phiên bản Ultra như này và sẽ tối ưu hơn cho việc chơi game. Và ở đây các bạn vẫn sẽ có công nghệ nổi bật, ví dụ như MediaTek Hyper Engine cho khả năng chơi game tốt hơn với thay đổi cảnh nhanh hơn 24%, sau đó là tiêu thụ điện thấp hơn 24% nếu mà so sánh với những đối thủ khác cùng phân khúc. Ngoài ra em này cũng sẽ có đó là MediaTek Imagic 980 cho phép Poco X6 Pro em này có khả năng quay video HDR 4K 30fps, mà hơi buồn một tí đó thì em này vẫn sẽ chỉ cho camera trước quay video với độ phân giải là Full HD rồi, chưa có 4K bạn ạ. Ngoài ra em này cũng sẽ chuẩn đó là Wi-Fi 6E. Bên cạnh đó em này cũng cho khả năng quay chụp với độ phân giải vượt trội hẳn nhờ công nghệ đó chỉ là giảm nhiễu AI, từ đó chất lượng ảnh rõ ràng hơn cũng như là làm nổi bật chủ thể đáng kể nếu mà so sánh với phần background. Đây là điểm khác biệt mang đến những trải nghiệm mình nghĩ rằng ok hơn đáng kể trên một chiếc Poco X6 Pro vốn dĩ là dòng gaming, nhưng mà bây giờ nó cũng sẽ tập trung hơn vào phần camera. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình về con chip Dimensity 8300 Ultra trên cái mẫu máy Poco X6 Pro này. Thực sự trong tầm giá dưới 10 triệu nha, thì đây là một con chip nó cho khả năng chơi game quá tốt, vượt trội nếu mà so sánh với những con chip Snapdragon cùng tầm giá khi mà được xét đến phân khúc chính hãng, ví dụ như 7S Gen 2 chẳng hạn. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu máy này nhá. Chúng ta nếu mà muốn khai thác tối đa hiệu năng ấy, thì bạn cứ lắp thêm một quạt tản nhiệt. Con này hiệu năng bình thường của nó, các bạn không lắp quạt tản nhiệt thì nó cũng chơi ngon những tựa game như Liên Quân, PUBG hay tốc chiến rồi. Các bạn nghĩ sao về con chip Dimensity 8300 Ultra này thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào các bạn trong video sau. Nhấn like và subscribe để không ngắc nhá. Bye.